các cô chú anh chị mình có lên Lâm Đồng thì Đà Lạt ghé nhà xe Thanh Lịch cho mọi người. Đó, hôm nay Tuấn lên nhà xe Thanh Lịch đi ở Đà Lạt và sẽ quay cho mọi người những hình ảnh đẹp ở tại vùng núi đèo Đại Ninh, Bình Thuận. Đó, mọi người thấy rất đẹp chưa? Đây cũng đèo Đại Ninh rất đẹp ạ. Mùa này mùa mưa mà mùi cỏ xanh à, quá trời quá đẹp luôn. Khi đến đèo Đại Ninh rồi bắt đầu mọi người biết những mọi người đi trên chiếc xe cùng với Tuấn nào về à, người ngủ, người ngồi ca coi ca nhạc, người chơi game rất là vui và nhộn nhịp rồi mọi người. Cho nên hôm nay Tuấn giới thiệu và review cho mọi người xem những hình ảnh đẹp tại xe Thanh Lịch đang đi trên đường đèo Đại Ninh, tỉnh Bình Thuận. Thì khi đến đèo Đại Ninh thì mọi người biết là rất là vui và nhộn nhịp rồi. Những hình ảnh ở đây là núi rừng, chim hót líu lo rồi, cây cối rồi, tùm mọi người. Bây giờ mình xin phép ngắt đoạn video nha mọi người. Để lên tới Đà Lạt mình sẽ quay cho mọi người xem những hình ảnh đẹp chợ đêm tại Đà Lạt nha. Cảm ơn mọi người qua xem video rồi. Chị like, chia sẻ cho mọi người nha. Mình sẽ cố gắng quay những video mới cho mọi người xem. Nên lên thành phố Đà Lạt thì Tuấn sẽ quay những hình ảnh đẹp đây cho mọi người xem rồi đây. Thấy ở đây không gian đẹp Đà Lạt còn chiều tối mà gió nó người biết nó hiu 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 mà nó lạnh nói luôn người. Nên khi đến Đà Lạt mọi người biết mình phải hưởng thụ không khí rồi gió lạnh rồi hiu hiu chiều như nào. Mùa này mùa mưa mọi người biết không, trời ơi mưa quá trời luôn người. Mưa giờ đi từ sáng 7:30 mà tại ở Phan Thiết quê mình mà lên Đà Lạt tới 1:30 chiều mà trời mưa hả, mưa đi đường mà mịt mù luôn mọi người ơi, qua đèo mà nó lạnh bung 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 bung. Wow, hôm nay là món ăn mọi người biết là ban đêm bán đầy đủ luôn rồi. Sai bắt mình nhìn. Wow, đó mọi người. Wow. Xuống đây là mọi người thấy nha, bước xuống. Wow, bánh tráng nướng sữa đậu nành luôn. Trời lạnh này mọi người biết không, uống sữa đậu nành ở Dubai luôn mọi người. Mình đã lâu lắm rồi mình xuống đây để uống sữa đậu nành. Bên kia mọi người biết nhạc không, ta mở âm 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 âm. Gió hiu hiu hiu. Wow, đó, xuống là lại đây khu này khu chợ đêm nè mọi người, chợ đêm Đà Lạt. Rồi chợ đêm thì đây mọi người biết qua bên kia đi bánh mà bán ăn ăn đồ ăn quá trời luôn, bên bán đồ ăn bán đồ. Nói chung là đã lâu cũng mấy chục năm mà bên đây mình lên thành phố Đà Lạt mà gặp mùa mưa mọi người, trời mùa mưa mà nóng đực luôn. Ồ, ở đây bán mùa thấy có bắp luôn đó, bắp nướng bánh Đà Lạt đó mọi người. Quá wow, ngon chưa. Ồ, bánh này Đà Lạt mà thấy ngon mọi người ạ. Trứng nướng, trứng gà nướng, một bắp nướng rồi tuyệt vời không. Đó. Rồi cái khu chợ đêm này mọi người thấy không? Mình đi đường nào mình cũng thấy bà. Không đen à. Rồi chà, biết đi hướng nào đâu hết rồi. Qua góc bên nào đâu rồi. Đó, ta đây thấy bán đồ ăn, mọi người thấy không? Bán đồ ăn quá trời, đồ ăn luôn. Rồi, đi dạo dạo tiếp. Rồi bán đêm, gà luộc của đá chưa.
nóng hổi này mà ăn gà thôi chứ y bà luôn, hủ tiếu gà thấy muốn ăn vỉa hè trò quá đá luôn rồi. Đây bán quần áo rồi khách lạc người quen luôn rồi, mình đi khách là lạc người quen luôn rồi, không biết chỗ kiếm luôn rồi. Ơi già quá đã luôn. Để đến trường trình thì hôm nay Tuấn giới thiệu và review cho người xem những món ăn vỉa hè thành phố Đà Lạt. Đây là chợ đêm, khu chợ đêm cho sâu rồi nóng hổi luôn rồi đó. Chế ăn bánh đó không? Mình chế vòng vòng đi chiến mọi người. Hồi nãy mình ở trong khách sạn mọi người biết không, nó không có lạnh đâu, mà đi ra ngoài mình tướng lạnh nên mặt mình sọt luôn bạn, sọt rồi. Rồi cái khu chợ đêm này và hơn là giờ này mọi người thấy không có mưa bạn, có trời đổ mưa mùa mưa nhưng mà giờ này nó ngưng mưa, có mưa tí nè cũng đỡ nè. Wow, phong cảnh đây mọi người thấy đẹp không đó. Đây là vô số bán hạt dẻ rồi ăn uống rồi, hai bên đường mọi người thấy bán đủ món hết khu chợ đêm này rồi, nên mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem. Ơi trời ơi, ở đây bán món gì đây, cái trái gì mà đã thôi sẽ lạ rồi. Đâu cái trái gì ngon nữa ta, trái gì lạ hả, trái này trái gì anh? Có ba gì, trái này trái gì mà thấy nó đẹp ha, trái gai mọi người. Ồ trái gai, wow, trái gì mình thấy lạ chưa, mọi người thấy đây y như là một ngày hội mà con đường y như một đại hội á, đông đen luôn. Rồi đi chợ đêm thành phố Đà Lạt, thành phố hoa, rồi trong kia bán hải sản à, trong kia bán hải sản à, đã không? Đây dâu đồ bán đồ đầy đủ luôn rồi, bông qua rồi nó đồ gãi lưng, thôi luộc rồi. Wow, trong khi bán đồ ăn quá trời luôn, ngon không? Một bên á, mọi người biết bán đồ quần áo, đồ bên bán quần áo các bạn. Đó, còn mà nếu mà đồ đứng đào bên này là mình đa số thì bán ẩm thực không? Bán đồ ăn ẩm thực không? À, thì mình sẽ giới thiệu và review cho buổi xem những món đặc sản ở đây. Đặc nữa mong người xem video mình sẽ quay nhầm ra. Đó, vào trung tâm chợ đêm mọi người thấy không? Tuyệt vời không? Rồi một bên này là bán nói gì ẩm thực. Thì các cô chú anh chị mình thấy một bên là bán quần áo, bên bán ẩm thực. Cho một phố màu hoa là mặt cho nhìn thấy đã chưa? Wow. Đó, đây là ẩm thực không mọi người? Món ăn như là vỉa hè Đà Lạt, thành phố Đà Lạt thấy không? Đã không? Wow, đã mọi người thấy mà thèm chảy miếng luôn rồi. Đó, bạch tuộc nướng mọi người ra đâu. Wow, quá tuyệt vời luôn. Bên kia có bán bánh mì rồi nữa. Khi đến thành phố Đà Lạt thì mình thấy dâu tầm. À, khi đến đây là dâu tầm mọi người thấy không? Rồi bánh nướng khoai lang rồi, tuyệt vời á. Cái bánh này bánh gì à chú? Bánh tráng nướng hả? Rồi ngon không? Ngồi thấy cái cơm quá mùi. Đó, đây mùa đang trời nóng nực về mọi người. Thì không nói nhưng mà trời lạnh này mọi người ăn là rất tuyệt vời luôn. Đó, thấy không? Thì đây mọi người rất là nhiều mùi, bán đầy đủ luôn. Wow, ôi trời ơi, cái món này mọi người thấy nè,
Được chưa? Đã chưa vừa. Wow, đẹp không? Thì mình sẽ quay và giới thiệu cho mọi người xem những món ăn bí hè. Đây mọi người thấy lòng gà trứng non, phở gà lòng gà trứng non đầy đủ nè. Còn cái tủ là mọi người thấy nó ruột cồn cào, tủ rau mình thấy người đổ rau không? Wow, khu này là nói về chung là mọi người biết lên chợ đêm Đà Lạt là tốt mày là ăn uống là vào một đêm rất tuyệt vời luôn. Đây mọi người thấy về đêm là thành phố Đà Lạt tại chợ đêm đó, xe đông nghẹt luôn mà đi qua đường là tấp nập. Khi đến thành phố ngàn hoa mình thấy không gian công viên một cỏ nhìn mà thấy quanh tráng một xe mà không đẹp mà mình thấy bằng thiết mình xe thì không có nhiêu mà lên đây là một đứa là thành phố ngàn hoa đúng không ạ? Đó mình thấy không, cái dòng xe ủn tắc giao thông rồi, phong cảnh rất đẹp luôn ạ. Wow, đẹp chưa? Thì hôm nay Tuấn quay và review cho mọi xem tại trung tâm thành phố Đà Lạt những ngày mệt mỏi mình đi chạy trét rồi bạn đó, đi chợ đêm rồi phong cảnh mọi người thấy không? Wow, đẹp quá mọi người. Trời ơi, mọi người biết chợ đêm cảnh mưa phùn mọi người. Đó, mọi người thấy không? Ai cũng đều băng dù rồi bạn. Nhìn chủ đây dù mọi người biết bán cái dù này 30 ngàn thấy. Đó. Thì hôm nay lần đầu tiên mình đến Đà Lạt cảnh mưa phùn cái này mọi người. Nó mưa phùn thì mà khiếp thiệt. Mà lạnh luôn nữa. Thằng đầu mọi người biết mình ở trong khách sạn mà mình ra phải không? Nó nóng. Có đi một đoạn tự nhiên nó mưa phùn xuống rồi. Gió rung mà lạnh điêu hiu hiu. Cảnh mưa mà mưa phùn này thôi chứ đó không? Mọi người thấy cảnh vô không? Ban đêm mà mưa phùn cái này. Đó, mọi người thấy không? Ban đêm mà đi dịch vụ mà đi vậy thôi chứ. Đây, không gian quán của chị ấy bạn Mỹ Lệ. Quán Mỹ Lệ thì mọi người thấy không? Rất tuyệt vời. Thì mình lời nói đầu tiên mình sẽ cảm ơn mọi người qua xem video rồi. Mọi người có dịp đi về Đà Lạt chợ đêm đó, qua quán chị Mỹ Lệ bạn ủng hộ cho quán trẻ nha. Mấy cái món lẩu thì lẩu này lẩu gì em? Dạ lẩu Thái. Lẩu Thái hả? Trời ngon quá nha. Wow, đã xá cho mọi người. Đó, lẩu Thái nè. Ngon kêu mọi người, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Cái lẩu này thường thường mình bán nhiều cái em? Dạ lẩu này là 300. 300 hả? Wow, ngon không? Đó, mọi người thấy em cái lẩu 300 ngàn ngon quá mọi người. Mình sẽ ra đây mấy đứa nó ăn món nướng xong bắt đầu mình sẽ làm cái lẩu nữa trong buổi xem. Không gian quán là mọi người thấy không? Bếp đồ này quán rất tuyệt vời. À, quán này mình biết không gian quán thì rất là thoáng mát mà. Mùa mưa mà mình khỏi lo sợ là mưa gió hết luôn mà. Vô đây có chỗ ngồi trú ẩn luôn. Quán Mỹ Lệ nha mọi người, ngay trung tâm chợ đêm tại thành phố ngàn hoa. Wow, thấy mọi người thấy không? Trung tâm chợ đêm thành phố ngàn hoa nè bạn. Đó, thì mình sẽ quay và giới thiệu cho mọi người xem. Món sườn nướng là một. Còn đây đây bê nướng hả? Heo nướng, heo rừng đó. Heo nướng nè, ngon chưa? Thì khi đến chợ đêm Đà Lạt em thì thấy phong cảnh hữu tình rất đẹp không? Rồi cũng như là ngắm biển sâu tròn. Rồi lên Đà Lạt ngắm biển bơm nha mọi người. Thật sự ra nướng mấy món này ăn để review để xem để cảm nhận nó ngon thế nào cho mình xem nè. Wow, đã chưa? Wow, ngon không ơi?
Để trong khi chờ đợi để cho nó chín cái món này là mình sẽ ăn review thêm nha. Ăn món gì đó kêu đi. Lâu lâu có ngày đâu, có hoài đâu mà. Đó. Hai mẹ con ăn cơm gì chưa? Chưa rồi. Chưa rồi. Ông kêu cơm đi. Để từ từ, trời lo vô đường nóng ăn. Kêu giờ nó lên đang nhậu mà không đâu. Sườn nướng ngon quá. Wow, thấy dĩa tôm xào ngon. Đến ở Phan Thiết là ăn hải sản, mình lên Đà Lạt cũng ăn hải sản, mình thấy không? Đường Phan Thiết mình là hải sản là mình ăn hoài, mình lên đây Đà Lạt cũng ăn hải sản luôn. Thì các bạn thấy những món ăn vỉa hè mỗi vùng nó có mỗi khác, hương vị khác nhau, nấu như thế nào gia vị nó không. Hồ này nướng sơ sơ thôi, nướng bá nó dài á, nó vừa chín tới là như cái ăn nó còn bằng nước đó. Lắp quan nghiệp miếng lên review đi đó, mình thấy bò. Nói chung đây là bò nướng trà tế thường quá mượt. Nói chung mà đã lâu lắm mà mình đi lên đây Đà Lạt mình ăn thử món bò nướng sa tế hương vị như thế nào. Bây giờ mình sẽ ăn một review cho mọi xem nha. Giảm bớt, giảm lại, cho miếng bò nướng sa tế. Rồi, bò nướng sa tế để review nhé. Rồi, nướng quá dài. Rồi, ngon rồi mọi người. Bò nướng quá nó dài á, mềm mềm ăn nó không nước. Đó, khi đến đây mọi người thấy bò nướng sa tế rồi. Món bò nướng sa tế tại thành phố Đà Lạt. Thì hôm nay Tuấn giới thiệu cho mọi người xem món ăn vỉa hè thành phố Đà Lạt tại chợ đêm. Cái chấm sốt đây thì mỗi chỗ nó có mỗi hương vị và khác nhau như thế nào nha. Ăn đây kèm cái đầu sống mọi người đó, đầu sống kèm vô uống ở đây mọi người. Sẽ quay vào giới thiệu thêm cái món bò nướng sa tế này ha. Dạ. Ngon. Chà. Bò nướng sa tế này thôi chứ đi bài. Bò nướng sa tế cuốn rau. Thì đây mời cả nhà nha. Thì Tuấn lên Đà Lạt ăn món bò nướng sa tế nước chấm này coi hương vị như thế nào nha mọi người. Thì mỗi chỗ mọi người biết cái hương vị là như thế nào ngon nha. Mọi người biết không? Cái bò thì mọi người biết nướng nó mềm mà còn cái nước chấm nó mặn mặn chua chua bạn, chứ không phải như nước chấm biết mình nó ngọt ngọt chua chua này. Đây là mặn mặn chua chua. Ngon thứ bột rồi, ngon quá. Bấm nút rồi, bấm lại cái nút rút cho bằng ha. Các cô chú anh chị mình lên Đà Lạt là xứ sở ngàn hoa rau là thoải mái, ăn rau thấy không? Trời ơi. Lên này ăn rau cảm nhận thấy nó đã mà, còn là xà lách, lách mình thấy không? Tổ rau ăn đi bài luôn quý. Rồi. Khi đến Đà Lạt thấy không? Ăn món ăn vỉa hè không biết rồi bạn. Thâu bài lâu lâu đổi món rồi lên đây ăn. Cái nhà mình thấy không? Ngon luôn. Quá chớ luôn. Rau luôn mềm quá. Mắm là không ngon. Thịt dê mắm mặn. Chị có mắm mặn không? Chơi xin miếng mắm mặn chị. Mắm mặn đi anh. Đây này, đây này, đấy. À, đã rồi, cảm ơn. Chị kêu cô anh đi, đây. Mắm ơi. Mắm này nó nấu từ chậm rồi đó. Đó, đây.
Bên đó có rau không? Không ăn rau hả? Có. Ý là lấy rau qua đó bớt à? Hả? Nè. Đất rau qua đó bớt lên nè nè. Cô chú anh chị mình thấy không, cái nước mắm ở trên này mình ăn không quen mùi. Đây nó làm mặn mặn mà chua chua khó ăn mùi ơi. Cho nên mình ăn mắm thiệt, gọi là mắm truyền thống, mắm truyền thống này. Nên mình ăn mắm truyền thống rồi để cảm nhận rồi để hương vị nó thấm ngon, chứ mắm ở trên này là khó ăn quá mùi, mặn mặn chua chua khó ăn. Thì ngồi để chơi lai rai rồi, nói chung là cũng đã lâu lắm bên đây mình có uống bia, thì mong người xem video và thông cảm nha. Cố gắng mình quay nhiều video mới, nhiều hình ảnh đẹp cho người xem. Wow, ngon quá. Rồi chín chưa? Rồi tiếp tục lên, mọi người thấy ra món này là món gì đây? Heo rừng nướng cà tế nè. Wow, đã quá mình. Nó ăn món heo rừng nướng cà tế. Phải làm nặng bò nướng cà tế này, ăn heo rừng nướng cà tế là sao? Quá ngon luôn. Được. Nhà thường nhậu không? Dạ. Ở nhà ấy là thường nhậu không? Chủ nhật hả? À, chủ nhật nhậu. Dạ. Nhật cái mấy thợ luôn á. À, rồi là bắt đầu mình nhậu. Nhậu chủ nhật thôi chứ. À, thường thường là thứ bảy chứ. Chiều thứ bảy là nhậu rồi chứ. À, chiều thứ bảy hoặc là ngày chủ nhật. À. Chiều thứ bảy thì có người nó về nhà ấy, còn có người rảnh. Mình thấy cái món rau húng, mọi người kêu rau húng đứng, mọi người đâu bên đây kêu rau húng đứng mà đó, thơm rau này mình biết là ăn chấm mắm vị bài này. Chín chưa? Đó, chín là tròn miếng rồi. Miếng là da da hả? Đó, đó ba mọi người thấy không? Bây giờ mình ăn miếng heo rừng nướng sa tế này. Heo rừng nướng sa tế rồi mọi người. Bỏ đây cuốn này, rau sống. Cái dưa leo rồi mọi người thấy không? Rau sống dưa leo. Đó. Gấp ra hết đi rồi bỏ kia lên. Đó, mời cả nhà nha. Nhà chấm mắm thiệt. Bắt đầu. Ừ, nếu mà hai con ăn đi. Ngon lắm rồi. Cái miếng heo rừng này một miếng là ăn nó chụp chụp cái da chụp chụp mà. Lần đầu mình thấy nó mỡ nhưng mà thật ra ăn nó không có béo như một. Ừ. Ừ, bài không? Đó rồi em. Ngon quá. Gạo ở đây là đây chủ yếu gạo. Có cái sườn đất bếp bỏ sườn lên trên nước luôn. Wow, đã quá mùi ơi. Thank you.
Thì lời nói đầu tiên thì cũng rất cảm ơn bộ tiên bị chiếu nữa chỉ là dịch nhẹ cho mùi cho bán thuốc dĩ nhẹ nha. Tại trung tâm chợ đêm thành phố Ngàn Hoa. Nói chung cũng đã lâu lắm rồi bạn. Tính là không phải nói xạo với mọi người chứ cũng lâu quá à. Cũng mấy chục năm đó bạn. Mấy năm á mùi. Ở đây mình mới lên lại nữa. Mà lên là mọi biết lên đây đúng gặp mùa mưa tôi chờ ấp tắp gì nè từ 7:30 sáng tại mà tiết lên mình ở đề ba đi xe mọi người biết không lên tới đây là tới 1:00 luôn mưa tơi tả luôn ơi không còn gì mà để mắt hết rốt cuộc chả đi đâu được hết à, thì bây giờ mình sẽ ghé qua chợ đêm ở đây mình sẽ quay và giới thiệu cho mọi người món ăn tại Đà Lạt thành phố Ngàn Hoa món heo rừng nướng sa tế rồi bò nướng sa tế rồi heo heo của nhà mình nữa mọi người là sườn nướng sa tế à. Ngon quá mọi người mọi người biết ở đây cái hương vị mà ta nướng nó không phải như ở phía bên mình nó mặn mà đậm đà cái nước mắm nước chấm vậy là chua mà nó mặn chứ không có phải như ở phía mình chua chua còn ngọt mọi người còn thịt chứ thì ướp vào rất là thơm mọi người ăn nó thơm luôn đây mình thấy bắt đầu là xương heo nướng mà sa tế nè bò đã cho mình nướng từ đầu kia mà ở đây mình nghe mùi thơm chung nói mọi người quá đã luôn mở cái chuồng nó sao lửa nó tắt rồi mình nướng từ từ đi tại nó dày anh nướng từ từ đi wow ngon quá lâu ăn sướng bữa chứ các cô chú anh chị mình không phải nói xạo chứ chứ lâu lâu đi ăn sướng bữa mình làm được khổ rồi lâu lâu mình lên đây rồi cả chết rồi tại từ bữa giờ mọi người biết mình quay video cho mùi xem tại bằng thiết quê mình như mua né rồi nó nhiều quá rồi và bên đây đổi hướng đổi không khí mình xe luôn có 2.2 á đi về còn dương muốn ở lại một ngày giá 3 triệu ở lại đêm dưới ngày đó đủ 3 triệu tới là khỏe lên bị trơn đêm nữa rồi lên mình hay á chiều là đi thăm mấy đứa lên ở lại gặp cái dạng ăn chứ chứ mẹ em đi trong này không về nữa ở lại ngon quá mọi người thì nói chung mà hồi nãy giờ mình cũng nói hơi nhiều á mọi người à cái gì mà mình xin bị chiếu thông cảm nha mọi người cố gắng mình quay những video mới và chúc mọi người một ngày vui vẻ bên gia đình và hạnh phúc gặp nhiều may mắn trong cuộc sống đồ buôn may bắn đất rồi nha mọi người nha à, công việc sẽ điều view luôn tiền vô như nước nha mọi người thì lâu lâu mình phá lệ lên đây mình uống ly bia thì có gì mọi người xin bị chiếu thông cảm nha mọi người bình luận mình nhớ bình luận hãy hai tí nha mọi người chứ chửi cha mắng mẹ mình là mình khoái á à, cảm ơn mọi người nha nói vui chơi chứ thật sự lâu lâu mình phải phá lệ uống bữa này lên Đà Lạt là mình biết những món ngon không ạ ở Phan Thiết quê mình cũng đâu thiếu đâu nhưng mà nổi hướng gió không khí rồi trong lành rồi mà mọi người ạ wow
Trời chín rồi ạ. Ồ, nó thơm. Ở nhà biết không? Mình đứng ở đầu gió về mùa hè mùi thơm chịu nói mùi. Những món ăn vỉa hè thành phố Ngàn Hoa nè, mọi người biết đó, đúng là tuyệt vời luôn. Ở Phan Thiết mình cũng có chứ không phải là không, mà đổi không khí trong lành, mọi biết không? Nhiều ăn mà ở đây gió hiu hiu lạnh lạnh, xe hai lỗ tai mình không biết không, nó lạnh lạnh lắm, rút rút luôn. À, lâu đổ gió vậy, thì mình sẽ quay và giới thiệu cho mọi người thêm nha. Mọi người thấy ở đây là quán của chủ Huy Lệ đúng không? À, không gian quán này rất rộng rãi rồi, thoáng mát rồi. Hứa mình kia một biết là chợ đêm. Đây là chợ đêm này là trung tâm luôn. Khi mình ăn quán là một bên là bán quần áo rồi, một bên đây là bán ăn xong. À, từ đây mà xuống trước kia là mấy bà biết gì, bao nhiêu quán mà. Cho nên mình sẽ giới thiệu và review cho mình xem họ bạn nó ngon. Rồi nướng có món gì mà thơm em? Sườn nướng anh. À sườn nướng hả? Ồ, mình thấy sườn heo nướng rồi, hả? Ồ, mình nướng ở đây mà mình biết từ ở bên kia mình nghe mùi cơm chịu nổi rồi hả? Quá xá luôn, mình ăn là mình đi phục vụ nướng luôn hả? Dạ. Anh đây là mình phục vụ nướng luôn hả? Dạ. À, đấy là mình cách ra cách mình nướng là mình nướng hả? Chứ còn khách muốn tự nướng, muốn tự nướng là tự nướng luôn phải không? Đó, các bạn thấy quán của chị Mỹ Lệ tại chợ đêm thành phố Ngàn Hoa thì mọi người biết ăn uống này thì mình biết là nhân viên phục vụ tận nơi cho mọi người. Đó, ví dụ như mình muốn nướng là có nhân viên thấy phục vụ cho mình luôn, tự nướng. Đó, còn nếu mà muốn ăn mình nướng là có nướng luôn mọi người. Còn quá. Chàng quán thì mình thấy trời ơi, thấy không phải ngồi đây hấp đi cơ luôn, quá đã luôn. Mình phải giới thiệu review đó, mình kia mình thấy có nướng này đầy đủ luôn, thơm ngon của dưỡng. Thì tôi có gì hơn nha, mình cũng nói chung cuộc vui rồi mới tàn nha mọi người. Nói đầu tiên là cũng rất cảm ơn chị Mình Yếu rồi, ông mà cũng quên và ủng hộ Mình Yếu mình nha. Xin phép mọi chúc mọi người dễ gia đình gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin phép các Mình Yếu nha, hẹn mọi người giới mới nha mọi nha. Thôi đến đây không có gì hơn thì Tuấn xin chúc mọi người một ngày vui vẻ bên gia đình và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì hôm nay Tuấn xin phép mọi người chốt video nha mọi người, hẹn mọi người video mới. Rồi bây giờ chúc mọi người bye bye nha, bye bye.